Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nắng và nóng, thời tiết Hà Nội tối và đêm nay vẫn được dự báo không có mưa nhưng trời sẽ mát mẻ hơn với kiểu se lạnh về đêm. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Từ ngày mai, do ảnh hưởng của một đợt gió lạnh mới nên toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời sẽ nhiều mây hơn. Tuy nhiên, do vùng hội tụ gió hoạt động không quá mạnh nên lượng mưa trên khu vực Hà Nội không lớn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức 29 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Tình trạng hanh khô như ngày hôm nay sẽ chấm dứt. Tối và đêm mai, Hà Nội vẫn dự báo có mưa rào và dông rải rác tại một số khu vực, nền nhiệt giảm từ 3 đến 4 độ so với ban ngày, còn trong khoảng từ 23 đến 24 độ. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Tư, sau đó sang ngày thứ Năm 27 tháng 10, trời tạnh ráo trở lại, nhiệt độ cao nhất chạm mức 31 độ. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ, Đan Phượng đến Chương Mỹ, Hà Đông, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía nam thành phố, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 29 độ. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 22 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!